Bùng ơi, đi săn em nhá. Có thực mà đi săn nổi thì thời tiết bây giờ nó nặng em. Đã là phải trước khi đi săn nên em phải chuẩn bị nước nón, ăn uống phải nó để mà có sức mà đi cho nên. Không phải giống như mùa hè đâu, à, mùa đông đâu. Mùa đông nó vẫn dễ chịu hết. Mùa này anh em đi mà lại anh em nào yếu đi chắc có lẽ chịu không có nổi đâu. Em cũng biết được là đi làm như này thì mình cũng cố gắng để mà mình ra video điều cho em xem. Đấy. Thế nên là rất mong sự ủng hộ của anh em nhá. Mấy anh em ăn sáng cùng mình nhá. Qua nhà công chuyện luôn đi nào. Con đỏ này rất là đàn đấy em ạ. Không biết chết là gì cả. Hả? Hả béo? Sai nó chứ nữa đâu. Hùng năng đấy nhé. Ok anh em, tiếp tục nhé anh em. Chạy không bị bịp. Chạy không bị bịp. Đùa không? Quá đẹp. Nghe đầu. Quá ghê luôn. Vỗ tay, vỗ tay. Nghe đầu được nhanh em. Ôi ơi. Mập ủ. Chị đếm nha, chiến thân nha. Em thấy ngay đâu không? Quả mập. Hả? Từ từ cầm con bịp bỏ các bạn ơi. Cầm ăn gà chứ. Bịp bịp này ăn gà chứ. Ok, tiếp tục nhé nè. Chết.
Chết. Chết rồi, chết rồi. Rồi tới chung rồi. Đi 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 đi. Chết ngắc. Không phải. Ok nữa. Đi bịp nhá. Đừng cử ly nó mà nhìn tới. À, con tớ à? Anh trai đã rồi ấy. Ôi, để nhìn. Xuyên một phát thế này. Ok, tiếp tục nhé em. Con được trúng đám rồi. Đây đây, rung rung rung. Mày đây, mày đây. Đúng nó bùi mốn đi. Nó chết rồi. Ngắc. Xả thế đấy. Mà để cho điên xuống với con máy đi. Con chạy. Ờ. Ngay đầu rồi nào. Bạn nó rớt lấy cái nhảy tính á. À. Sao nữa nè. Mình quay luôn bạn có biết thấy cũng sạo bay tới đi. Ôi. Ngay đầu chạy với. Ok, tụi bay lắm nào. Chị bé ơi, làm cho 2 ly em đi chị nhá. Bỏ đường đi nào. Một viên. Một viên ạ, rớt. Nhớ nè. Cũng để một viên đấy nè. Bay đâu. Khổ tình vơi em ơi. Để một viên gãy chân lên đây. Anh em thêm hàng rào thì mà mình đe quá được luôn thế này.
Ai gọi bây giờ nhỉ? Phượng nhé em. Một con. Vậy từng có mút rồi. Phượng nhé lắm. Ôi. Phượng nhé lắm. Bỏ cốp đi. Nặng quá em ơi. Bật thân nhanh em. Ôi, không chuột rồi. Cái chân. Đạo đây chân bắn được lượt nữa đâu ạ. Thế nhờ cống thì đang bắn ở phía đằng kia nè. Trời rất là nặng mà. Anh em nhìn trên này. Lúc sáng thì có nó dím hết chơi. Tới trưa nó nặng kinh khủng. 12 giờ trưa rồi. Giảm cân thành công anh em ạ. Quả này đi ít bữa chụp được vài cân. Rớt. Mịt mịt nhanh em. Ngắc. Còn một con nữa được không ơi? Hả? Hả? Chạy đấy hả? Hai con nữa lừng. Phát ngáng được tự nhiên lắm. Ôi ôi ôm bi rồi nha anh em. Rồi bỏ. Trụ cao. Đang trên đường về em ạ. Chúng một ngày bùa đi săn tới tạ rồi. Thẩm mệt rồi em. Đây con gặp con đỏ. Bỏ thêm con nữa. Thú nó đặng cho em. Thế thân nhá. Cuộn vải như này kem rất là êm tay lắm ạ. Đấy. Bay, bay đi. Bay đi. Đẹp.
đã thủ công uống nhông thuốc chuột bắn dữ hơn. Đến đâu rồi mà xử lý quá xá đó. Đó đó thành viên đó. Có đẹp. Mới vào bộ dây mới cái tầm xa ngục ngã liền. Đầu trên đò chia điện vẫn không thoát được. Thế đây là một mở chín thôi nhé em. Hôm nay toàn công làm ban thôi em ạ. Cái chim mình chiến mắm nha em, đấy là hôm nay thì mình làm món chiên mắm với em ạ. Ui đây nhìn cái camera của mình nó quay nó không lên nè, bên này cái màu nó không được đẹp với em ạ. Nên ẩm thực có lẽ là mình quay lại như này còn gì như nó rất là dữ màu đen luôn đấy. Đây nó có đỡ nhìn màu nó đỡ tí này. Đây. Chiên mắm nha em. Cái này thì mình chiên được mắm về đường nhá. Hai cái đường với nước mắm thì mình cần nhau bằng nhau. Rồi mình chiên, rồi bỏ cái gia vị cái tiêu chẳng hạn. Nói chung là mình nấu ăn cũng không ok lắm đâu. Kiểu sơ thế nào ạ. Đủ để làm mồi nhậu. Mất công nào thủ công thì bây giờ thì chim thì có lẽ là ngán nào rồi. Thì ăn chủ yếu là ăn bưởi thôi em ạ. Nhiều ăn bưởi. Đủ chất còn tí nữa đấy. Rồi làm đi. Bây giờ thì anh em nhìn ngoài trời này. Đấy, hôm nay đi sáng buổi sáng thì trời nó mát mát một tí. Đến cái lúc trưa thì nó nặng cũng kinh lên rất kinh khủng luôn. Đi không nổi luôn anh em ạ. Đấy, thì cuối cùng bây giờ cũng về đến nhà rồi. Trời mưa thì quá ok luôn. Thời tiết nó xin mát hơn. Ngồi nhậu nó cũng